Đối với đợt trại kết hôn năm nay thì tụi em làm về chủ đề Đức Kitô là trọng tâm của đời sống gia đình. Đó cũng là một chủ đề, đó cũng là chủ đề chính trong năm thánh của năm 2007, đó là niềm vui thương yêu của gia đình. Thì đây là bài viết nói về Đức Kitô luôn là trọng tâm trong đời sống gia đình, ngồi luôn hiện diện ở mọi hoàn cảnh mà gia đình phải đối mặt. Ở đây là những hình ảnh liên quan, chúng ta có thể thấy Đức Giêsu luôn hiện diện giữa mọi gia đình Công giáo. Còn đây là hình ảnh gia đình Thánh Gia Thức. Thì gia đình Thánh Gia Thức sẽ là một gia đình gọi là một khuôn mẫu, là một tấm gương sáng cho gia đình Công giáo chúng ta nói theo. Chúa Giêsu luôn hiện diện giữa gia đình để đưa gia đình chúng ta vượt qua những gian lao, những cái thánh giá mà Ngài ban. Còn nếu mà hậu quả của những việc mà không có Giêsu giữa gia đình thì đó sẽ là những cái sự tan rã gia đình, hoặc là những cái bạo lực xã hội vân vân. Còn những cái thủ tiết ở đây, em mong là cái đợt trại kết hôn mình sẽ luôn vượt qua sóng gió để tiếp tục mạnh hơn. Hay quá, giáo rồi.